Bây giờ mình sẽ đi vào trong cái bên trong để hiện lên cái chỗ là bị khóa tài khoản để cho mọi người cùng xem. Cái này mình sẽ vẫn ở đây, mình chọn ngôn ngữ là tiếng Anh nhé. Skip it for now rồi bấm next. Ở đây mình phải kết nối vào cái một cái mạng wifi nhé. Đây mình đã kết nối và mình bấm next. Đây, đây đã hiện lên là cái thông báo là verifying your account. Thì bây giờ mình sẽ cần một cái sim. Đây, cần một cái sim này, nó phải là cái sim khóa mã pin nhé. Rồi, giờ mình sẽ thực hiện. Mình nhắc lại là cái con này là Zebra Pro, nó đã lên hệ điều hành là Android 9 chấm. Mình sẽ cho sim vào này. Đây nhá. Rồi chúng ta sẽ đẩy sim vào, đồng thời là gạt cái thanh thông báo thật nhanh xuống. Mình cho sim vào này, mình gạt này. Đấy, chỗ này nhập mã pin. Đây mình sẽ để như này nhé. Thì cái mã pin của cái sim này thì mình đặt là 4 số 0. Thì lưu ý là các bạn sẽ một ngón tay, mình sẽ bấm vào OK. Xong đâu đó thì mình sẽ một ngón tay này, mình sẽ bấm nhanh vào cái chữ là đây, chữ notification setting. Mình sẽ bấm phải thật nhanh nhé. Lưu ý là phải thật nhanh. Mình cũng đã thực hiện rất nhiều lần nhưng mà sau rất nhiều lần thì mới được đấy. OK xong này, bấm nhanh vào nhé. Vẫn chưa được. Mình chưa được thì mình phải làm lại thôi. Lại rút sim ra. Cho sim vào, gạt thanh thông báo xuống. Nhập mã pin của sim. Một ngón tay bấm OK, một ngón tay bấm nhanh notification setting. Mình sẽ thực hiện lại cho đến lúc kỳ được thì thôi nhé. Chưa được. Sau rất là chi là nhiều lần thử đi thử lại thì mình cuối cùng mình đã thành công, mình đã vào được cái màn hình như này. Thì bây giờ mình CO này, tức là để hiện hết các ứng dụng lên. Rồi mình sẽ vuốt đây mình sẽ chọn vào cái mục Most Recent này và mình chọn ô này. Mình sẽ kéo xuống tịnh dưới để chọn vào cái phần mềm YouTube này. Rồi mình sẽ kéo xuống và chọn cái mục là đây, In-app notification setting. Rồi ở đến mục này mình sẽ chọn phần history and privacy. Mục này mình sẽ chọn vào cái mục là đây, YouTube term of service. OK, cái này thì mình sẽ rõ chọn not now nhé. Mục update Samsung internet mình sẽ cancel. Rồi đến đây thì mình như thường lệ thôi, mình sẽ vào một cái trang web nào đó, chẳng hạn như là mình dùng vnzom.net. Đây, nó hiện lên sệt bypass này, mình chọn luôn. Mình sẽ cắt đi nhá. Vào đến đây thì mình sẽ cần tải là cái đây, Android 8 đến 9 gam APK. Mình sẽ tải về này. Mình chọn Allow này. Download này. Mình tải tiếp cái FRP Bypass APK này. Download. OK. Mình sẽ kéo từ trên xuống dưới để nó hiện lên cái thanh này. Mình chọn vào đây. À không, quay lại. Mình sẽ chọn vào đây và chọn vào cái mục là download này. Ở đây mình sẽ cài cái phần mềm Android 8 9 gam trước này. Mình sẽ đây cho cái vì vấn đề bảo mật nên mình sẽ chọn vào phần setting để bật cái on no from this source này lên. Mình quay lại này. Mình chọn install.
quá trình cài đặt cái phần mềm này nó đang diễn ra, mình chọn Done này. Tiếp theo thì mình cài cái FRP Bypass này, chọn Install. Mình sẽ mở lên nhé. Nó không có cái nhỉ. Đây nó sẽ không có cái 3 chấm. À đây, 3 chấm này, không được. Mình sẽ cài thêm cái, đây, quay lại. Thanh địa chỉ này mình sẽ search cái phần mềm là menu button. Menu button. Đây, by Pangu nhé. Mình sẽ cài cái phần mềm này. Rồi, menu button by Pangu. Đây, mình thử tải cái này đi xem này. Mình sẽ download APK này. Download APK này. Mình sẽ chọn Open File nhé. Mình install này. Mình sẽ open lên này. Mình sẽ close cái này này. Mình sẽ chọn vào mục là đây. Display. Và mình cho phép. Play nhá, mình sẽ cho phép này. Mình sẽ back trở lại này. Mình chọn tiếp tục vào đây. Chờ anh tí. Mày vào mày ấy đi, mày vào mày tìm đi. Mày vào mày tìm đi, tao cũng không biết đâu. Display setting này. Mình sẽ enable cái menu button IME này lên nhá. Mình bấm OK này. OK này, mình sẽ back trở lại này. Thì mình sẽ chọn vào cái mục là đây. Đến đây mình sẽ chọn vào, mình kích tiếp vào Display the setting screen này. OK này. Rồi mình chọn vào cái mục là đây. Install the service này. Mình sẽ phải turn on cái menu button này lên nhé. On lên. OK. Mình tiếp tục quay trở lại. Mình vẫn display lên này. OK. Bây giờ thì cái đây cái bảng mà có quay trở lại home này, đa nhiệm và nút 3 chấm hiện lên như này rồi. Thì mình sẽ quay trở lại để mình cài đặt lại cái. Đây nhá, mình sẽ vào đây. Download này. Not now. Mình sẽ cài lại cái FRP Bypass này. Install này. Mình sẽ chọn vào open nhé. Quay này. Mình sẽ chọn vào nút 3 chấm này nhé. Và mình sẽ chọn vào cái mục đây này là menu button IME. Mình sẽ chọn đây. Giờ sẽ chọn vào browser sign in. OK. Đến đây thì mình sẽ điền cái tài khoản của mình vào nhé. Đây mình lại phải chọn vào Z-Store the Keyboard Samsung. Chọn vào này. Đấy, mình sẽ điền.
thành. Không tám, không tám này, mình sẽ chọn vào lake nhé. Ở cái mục mà password này mình sẽ xin phép được giấu đi. Ok, mình đã điền xong cái mật khẩu rồi, mình sẽ chọn vào sign in nhé. Mình đã nhập xong cái tài khoản của mình, giờ mình sẽ back quay trở lại hoặc là mình reset lại máy. Giờ mình sẽ chọn phương án là reset lại máy nhé. Ok, bây giờ thì mình cũng không cần cái sim khóa mã pin này nữa, mình sẽ bỏ ra. Dạ. Mình sẽ chọn vào cái mục đây. Ở đây talkback đang on thì mình sẽ tắt đi nhé. Bấm 3 lần nhanh phim home 1 2 3, mình sẽ chọn vào đây, đồng ý hết này, mình bấm next. Mình sẽ chọn skip this for now, chọn next, next tiếp này. Ở đây nó sẽ có cái thông báo là account added, tức là cái tài khoản mình đã được thêm vào, mình chọn next. Đến đây thì mình sẽ chọn cái mục là don't restore. Ở đây mình bảo vệ điện thoại, mình sẽ tạm thời chưa cài mã khóa này nọ, mình sẽ chọn not now. Vẫn skip anyway. Mình sẽ chọn next nhé. Google Service này mình sẽ kéo hết xuống và chọn accept. Cái mục tài khoản Samsung này mình sẽ skip nhé. Vẫn cứ skip đi. Oran, mình finish. Ok. Giờ mình sẽ vào cái mục setting nhé. Bây giờ mình sẽ đây, cái mục account này mình sẽ lại remove cái tài khoản Google của mình ra. Ok. Đây mình sẽ xem cái máy này nhé. Đây cái con máy là Z3 Pro. Đây mã của nó là Z330G đây. Ok đấy. Như vậy là mình đã phá xong cái tài khoản của con Samsung Z3 Pro Android 9.0. Hy vọng là cái video này hữu ích với các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.